Hôm nay cho đến thắp nhang cho bác nha. Mặc dù bên công giáo không có được trưng trái cây nhưng mà này mua mít để tặng cho ngoại thương. Ăn mít chị Linh đem biếu ngoại miếng mít thôi. Nhưng mà chúc Cam Thi cũng ăn. À, đúng đó, cho con gái Út nha bác. Trời ơi, đẹp quá. Tới dạ em là chị của Hằng ở Việt Nam á. Em là My. Dạ có gì để cho Lê Hằng này phải không? Đỡ giùm chị đi rồi mình sắp lại. Trang cái ghế cũng được, trang cái ghế Hằng. Ghế xanh ở ngoài đây nè chị Lê. Phạm Lê Hằng nhà báo, con bé nhà báo. Dạ, đúng rồi em biết. Chị là gì của nó? Em là chị á. Chị ruột đúng á? Dạ không, chị họ thôi. Họ hả? Đẹp quá. Có gì chụp hình đi chụp. Dạ dạ, cho em xin chụp tấm hình để cho nó muốn biến ông nó là đó. Đúng rồi, Hằng là mua món ăn Huế cho dạ, ông ngoại đó. Đến nay chụp biến ông đó. Chụp cho em chụp cho chị. Ôi, vui trẻ. Nó để thăm cô thơ, để tội nghiệp cô thơ. Nó nói vậy đó. Đi, đi qua ông ngoại. Đi qua ông ngoại luôn nha. Đi qua luôn đó. Tính đi qua đó hả? Đúng rồi. Vậy mình lấy xe đi luôn ha. Linh chở tôi đi rồi đi theo xe. Xe thi nè, thì chở hai người qua đó. Chị tính đâu có tính là đi tính qua chị ghé chị chơi thôi gì. Dạ, ghé chị chơi. Ghé thăm chị. Thăm chị. Sợ tắm buồn. Chị sợ buồn chị tắm. Cảm ơn nha. Đi. Đi qua bên đi. Đi. Đi bồ hả? Không, xe. Xe qua bọn. Xe luôn hả? Xe mình đi hả? Rồi chị Tám, để xe chị Tám rồi mình chạy theo hả? Ủa, đi gần đây. Gần, đi ngõ này nè. Chứ cũng phải đi xe. Bye boy ơi, bye boy. Xe. Đi rồi. Em đi ngoài ngoài. Mắc cỡ. Trời, biết cầm mắc cỡ. Trời ơi, nó ngoài nhau. Đi hả? Ủa, chưa lên ghế tới nè. Phạm Lê Hằng. Chị của Phạm Lê Hằng. Chị của Phạm Lê Hằng. Để chị nói cho mọi người đến là bạn mát của mấy người. Ừ. Đây là bạn mát cô đó. Ừ. Hết nè. Hát chung. Hát chung. Tối đi hát hả chị? Cái này là tập. Mình đi nhà thờ mấy tháng này. Để chị lát mình mỗi người cầm tờ giấy ha. Có chương trình thôi, chị Linh Trần làm chủ trì chương trình đi. Sắp xếp ha. Trời ơi, chị rành quá trời. Có người rồi, có người sắp xếp. Ủa, bác ăn hết mít của con này hả? Bác nào? Tại diện bác. Ủa, mít đâu rồi? Em xin bác ăn miếng rồi. Em xin bác ăn miếng. Ăn giùm bác nói gì nè. Con ăn hết giùm đi. Bác ăn nổi. Trời ơi, mới có 15 phút mà. Bác đã sơi hết của con à. Ở quanh của bác chứ. Đó là con chị Linh. Đó là anh. Ông ngoại ơi, có ai tới thăm ông ngoại nè. Ông ngoại ơi. Tới thăm ông ngoại nè. Ông ngoại đâu con? Nhắc cho ông ngoại kiếm. Thắp nhang đi. Thắp nhang cho ngoại. Nó đại diện thắp một cây đây thôi. Nó khói nhiều. Một cây được không? Em con thắp nhang cho ngoại ngồi chơi đi. Em có mua cái đèn không ạ? Vải kia.
Ông ngoại lên trên rồi. Em có ngoại lên Thiên Đàng rồi. Ông ngoại lên Thiên Đàng. Gửi lời thăm bà ngoại thôi, con cháu. Mới đi ăn tiệc lễ phục sinh về, xong rồi ghé nhà chơi thăm con, xong con dắt thầy thăm ba má luôn. Em đi mua cái đó ở đâu? Em mua. Máy ngủ chưa chưa? Để em ra xem lại. Rồi. Nãy giờ ngồi đây quá trời lâu luôn. 8 8 nè, bây giờ mọi người chào ông ngoại về nè. Vậy là cho mấy cô sướng kinh luôn nha. Mấy cô chủ có nguyên hội luôn á cô. Có chứ cô. Hội Thánh Linh Đa Minh Tân Đen cô mời hội á. Cháu tối nay mấy mời sẽ là khi nào cô vô nhóm rồi Cam Tơ nói tiếng nghe tiếng xin cầu nguyện cho Linh Đồng vô qua Tuy Sĩ Ta. Cô nói rồi. Dạ. Nhưng mà Cam Tơ đến tiếng. Dạ. Cái nhóm ta mang tính lên á. Bởi vì là mẹ là bạn thân của cô. Cũng như người chị của cô. Người ta sẽ cầu nguyện cho cô. Dạ. Suốt một tháng. Dạ. Một ngày ba buổi. Hay quá. Dạ. Bởi vì cô có trong cái hội này nè. Là cầu nguyện những cái người mà thân thương ở trong gia đình qua đời cầu nguyện cho biết cái thánh tên suốt một tháng. Có người cầu luôn 2-3 tháng. Cái hội đó là hội Đa Minh. Hội Đa Minh dạ. Còn Legio là ở Santa Barbara. Dạ. Hồi xưa má con hay đây mẹ đi với cô nè. Dạ. Đi kiểu mà thánh chúa đi đủ quá ra ngày để giải tâm lương. Bây giờ má đi nữa không hay là má? Má bây giờ má đi được mà. Bây giờ má đi cho vui. Nhận cái mình đi lễ 6:30. May khỏe. Có ai chở không? Lễ 6:30 á. Có chắc chở nhân chở tàu hỏa đó rồi đi kiểu có người đưa về đi lễ xong có người đưa về nha, có người đưa đi thôi à. Tối thứ bảy mình có thấy chú Thanh. Vậy hả? Chú Thanh như rượt tội anh gì đỡ đầu cho mấy cái người mà trở lại à, đỡ tân tầng tân tầng em đi Thánh Linh.
suốt 2 tiếng rưỡi đồng hồ em muốn về để khỏe bữa nay phải nhé tuổi hơn cơ 80 khỏe ha, trẻ đẹp. Nhớ số điện thoại. Chúa cho cô mời cô ăn đi luôn. Ăn đi rồi để ngồi. Con nó ngủ lên ăn nha. Chị nhiêu tuổi? Chị nhiêu rồi? 83. Bởi vì chị của em đúng rồi. Nên nên ngồi đâu? À, được rồi, được rồi. Nhà con ở bên đây. Mời bác vào ăn cơm. Không, thứ năm là ba mất đúng không? Thì thứ sáu chị mới sinh. Thì thứ sáu cho thấy. Thấy là thấy sao chị? Thấy mình... thấy ngồi á nhà một sinh hoạt bình thường. Ngồi giống như thơ quay phim trong mơ như vậy đó. Ừ. Rồi kêu Linh Thi vậy thôi. Mà không nhớ là nói cái gì luôn, không biết để nói gì. Có thể là nhớ kêu Linh Thi thôi mà không biết nói gì. Đừng có trả lời. Thi cũng vậy thôi. Lần trước Thi cũng nằm mơ mà đâu có biết cái gì lần đâu. Lần trước mà cái nhà này dọn vô là ba với má ở đây á, là chị thiếu mình mi à. Mới thấy ba mà nó cũng đâu có nhớ ba nói gì đâu, không nghe được. Thấy là thấy phải lấy máy quay liền. Ừ. Dở quá. Mà biết sao? Nếu mà tối nay thấy theo chị nghĩ á, tại vì trước cũng qua mất á. Không nói được. Cào cào vậy á. Cho nên là mình nằm mơ mình cũng thấy cào cào cho mình nghe hả? Không, tối nghe ba nói chuyện rõ ràng luôn á. Nghe nói chuyện rõ ràng sao không nhớ câu nào? Không có nhớ nội dung. Ba nói nhiều lắm mà không nhớ nội dung. Trời ơi. Thức dậy cái quên. Không phải là nội dung mà chữ nào nó cũng nghe. À, cũng nghe, nó nghe nói nghe nhiều lắm mà nó nghe dữ nào. Nghe thấy nói chuyện rồi đó. Ừ. Mà không biết, không nhớ nói nghe gì. Gì luôn. Khoan, mới định nói lại. Không mới đầu là nói vậy nè. Tại vì giờ này ba ráng, ba nuốt đi, ba ăn đi. Nếu mà ba không có chịu nuốt á, người ta bỏ cái ống vô bụng để mà bỏ thức. Lúc đó mà ba biết nói, ba nói 8 triệu chứ 5 triệu mà cứ cớ thể đá miệng nó 1 triệu nuốt đi tao luôn. Nếu mà ba không có cố gắng nuốt á thì người ta để nói được người ta chuẩn bị hiểu mà để nó tôi nói với ba vậy nè con ba chuẩn người ta chuẩn bị bỏ cái ống vô bụng để ba truyền rồi ăn vô bụng cho ba để ba sống nhưng mà ba sẽ về nhà và ba nằm đó để nuôi ba. Ba muốn vậy không thì ba cũng chưa có nói gì hết xong cái con nói hay là ba muốn về với Chúa một cách thanh thản cái ba muốn rõ ràng quá không muốn đâu hai con mới muốn nào tôi hỏi câu đầu tiên là ba không nói ba muốn nhưng mà khi mà ba muốn cứu ba không cái ba nó muốn luôn cùng hai người cùng luôn thì muốn cứu nhưng mà không có muốn bỏ ống vô bụng đâu thi không biết được ba nói không má theo má thông minh ra má có hỏi ba thì ba ráng thôi chị nghe nhầm liền ba thế ngậm rồi ba làm lẽ ba làm có làm mọi cách để giống như là muốn sống tiếp chứ không phải là không làm gì hết hả ba muốn buông xuôi đúng rồi ba có cái nghị lực giống như vậy đó kiên cường ba ráng lúc đó ba cũng chưa muốn ba đi đâu đúng rồi đúng ai cũng muốn cứu kéo cái sự sống mà Chúa đang định rồi. Dạ đúng rồi. Dạ, cả chị Linh á, vô tình chị Linh chỉ nói là ba muốn sống không thì Thi nói ba muốn chết không cái bạn kêu muốn. Không muốn đâu. Không biết ai muốn ai còn hỏi còn lâu ai cũng hỏi còn muốn sống không thì không muốn chết không phải không không biết ai đâu mới chết. Về không về nữa. Bye Thao. Rồi về cẩn nha, cẩn thận nha. Lúc đó ba nói chị Thao để đâu? Rõ rồi. Cái thùng này bị đưa đây. Nó một chữ mà muối đấy. Cái mình nó ủa gì? Sẽ nào cái nào? Xong cái mình nói thôi để kêu bà hỏi lại một câu thôi.
Nó ngủ 3 giờ em ngủ với Linh nó ngủ đầu tiên á. Ngủ là đầu tiên cầm trước shop 3 giờ rồi bạn nhắm mắt ngủ, ngủ là cái hồi 4 giờ mấy người ta lại bị xuống quá. Mấy huyết áp rồi thở xuống rồi cái ba cũng yếu yếu từ từ đi luôn. Chắc mình đầu ngủ vậy. Mình đọc 2 lần kinh luôn. Đúng rồi. 12 giờ là đọc là tại vì 3 giờ bên bên chị với Thi á, nữa là 3 giờ là lúc bên 12 giờ bên này. Kinh lần cuối bên shop. Dạ. Thế xong rồi 3 giờ đúng bên này cũng đọc luôn. Rất là ba xong rồi. Ngủ. Đi mình nghe đó, cái sao khi mà chị nói đó, là cái là ngủ luôn nha. Ngủ đó nó chị với má hai giờ chị với má, má. Đó, để cho mắt cốt ngày hôm đó là chị nói chuyện với má nè. Đúng rồi, là sau đó đi nói được không chị, nói vậy là nói nhìn gì? Nhìn má má nói chuyện má nói anh gì gì sao sao đó. Ừ má hỏi anh khỏe không, cái ta nó khỏe nhớ không? Nói một chữ nói rõ lắm. Rồi nghe hỏi nè, chị nghe đừng nghe. Trên đường á, sắp mất mà nói đến mấy giờ. Bà ngoại, má nói là lúc 12 giờ kém. Má nói chuyện với ba xong là mình đọc kinh á, ba ngủ cái mình đọc kinh 12 giờ đúng á. Với ba cái mình kiên cường bác sĩ vô, ba coi như là không còn gì hết sức lực nhé. Hỏi bác sĩ hỏi how are you? Ba I'm fine. Nói vậy rõ ràng hơi thở. Giống ông Quang á ở trong bệnh viện á. Hỏi anh khỏe không? Khỏe. Chỗ mày đó. Quang khỏe nhưng mà hỏi number one anh mà chung number two. Number ba. Có mấy ngày cuối á má con ở trong đó với bà cái hỏi ba ba có đau ở đâu không, ba nói không, ba lắc đầu. Bác sĩ cũng hỏi ba có đau ở đâu không, chỉ chỗ nào không có đau, không có đau đâu tại vì muốn về nó đau rồi bảy của mình ở trong á mà hả, hỏi ông ngoại là bác sĩ chữa rồi ông ngoại về nha, chữa khỏi ông ngoại về không có về được đâu. Vậy hả, ông ngoại nói hết rồi, ông ngoại nói mà. Đó, còn nói chị còn nói là thứ hai xin bác sĩ cho ba về, tại chủ nhật ba đòi về đó. Cái ba nói xin sức mấy mà nó cho về. Lúc đó bị khai minh mẫn quá ha. Nói được, nói rõ lắm đó. Lúc đó là chưa bất tỉnh không? Không mà trước, thứ hai trước là trước thứ bảy có livestream mấy đứa. Cái đó là chưa bất tham á. Bị tham. Nói rất là mệt. Nói là mệt quá, tôi mệt quá. Đó, vậy á. Mà nói không nghe gì à. Chủ nhật đó thì mới nói rõ. Nhưng mà qua ngày thứ hai là mới dòng thao lấy phổi gan gì nọ bình thường hết à. Vô cái này là bệnh già. Bệnh già không chết tự nhiên. Nó tội thuốc nhiều quá mà. Thì bè là vậy đó. Giờ biến mũi nhiều lắm. Bé Tì nó nói cho thuốc mạnh lắm. Trời ơi, đã nói tóc là coi như rụng hết luôn. Rồi tới đau vuốt tới đau là tóc nó đi theo tay hết. Cho nên cái này nó sanh bệnh khác. Cho nên nó chuyển qua bệnh này bệnh kia mà lẹ lắm, phá được phổi của ta. Đúng không? Rút máu một ngày bốn cháo hả? Tội má. Sáng tối. Bốn cháo cho má hả? Chị của Phạm Lê Hằng ghé tặng cho ông ngoại nè. Nhà giáo, nhà báo Phạm Lê Hằng Việt Nam thăm kính viếng bác trai đó đây nè. Ồ, chị của Hằng tới rồi. Cảm ơn Hằng rất nhiều nha Hằng. Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ. Hồi nãy tập phá cá hay quá, ca đồng nhà. Dạ không có tập gì hết á cô. Dạ đưa lời cái tự mạnh ai hồn ai nấy giữ vậy đó. Từ từ dạ. Bác sĩ vô. Hát nay con trở về với chú. Hi Mickey. How are you? Em doctor gì đó. How are you? Chị ba nghe rồi. Biết tôi đang nghe rồi. Có gì phải thanh kiều hả? I'm fine thank you. Ờ. Rồi sau đó là thôi. Nhắm mắt lại. Lấy đâu mà mình nói được cái gì được. Hai giây đi, đúng rồi. Sẽ bị phục hồi rồi. Anh bác sĩ tới. Mr. Lee, how are you? Goodbye, thank you. Buồn ngủ, buồn tai ngủ nghiệp quá. Tội nghiệp à. Nghe tiếng luôn. Quay cái nghe cái tiếng. Hai á là khỏe lúc nói nhiều. Thứ tư là ngày, nói như là
việc quẹ rồi. Nói chung là tư á, tỷ năm là mất giống như thứ tư là phút 89 à. À, phút 89 à. Còn thứ hai thấy khỏe lắm, nói chuyện người này nọ. Nó 88 triệu nữa. Thứ hai. Ủa nha. Đây không biết chưa. Tàn không gì mà nói. Bữa đang ngủ cũng nói. Không, bữa thứ hai là Linh nói chuyện ba đó, ba đòi về đó. Nói nhiều lắm. Quyến đến phát giờ nói đòi về. Có quay tôi về, nó xuống tôi về. Linh nói không gì được. Nói nhiều quá thấy không ngủ. Thì em ngoại im rồi. Ừ, tức tôi lên ngủ là không có thức thức ba mở mắt rồi ba ngủ luôn, ngủ hoài không nói gì. Sáng bắt đầu chuẩn bị về ba mới bắt đầu nói. Rồi chuẩn bị về ba mới bắt đầu nói. Thì muốn nói cái gì mình nghe, không nghe. Nói thì lúc đó là My đã hối xuống rồi, tại vì 9 giờ đó. Phải vô xuống lấy xe đó. Đâu cơm bữa kìa, cái bữa mà ba chưa có xuống ICU á, là cái ông tới ổng đâm vô cái lỗ cái tay ba để lấy máu á má. Cái xong cái gì ba không lấy máu. Lấy máu. Lấy máu á má. Cái ba không cho. Ba nói cái mắt của ba giống như giật cái tay không có cho đâm. Cái ông đó ổng đâm mà không được. Cái xong ổng nói trời ơi, bác gồng quá, không có lấy máu, không có máu. Xong cái ổng mới đi qua bên kia, ổng bên tay bên này. Cái con nói với ổng nè. Anh đừng có để cho ba thấy cái kim, ba sợ lắm. Giống như giấu cái kim ở đâu đi rồi làm bộ giờ rờ cái tay ba, xong rồi lấy cái kim vô đâm lấy máu cho ba giật là ba gồng. Nói cái ba nghe ba nghe ba nói xong bày đặt. Không có biết, nghĩ là ba yếu quá chắc cũng không có để ý phải không. Ôi, ý là mình bày cho người ta giấu kim á, mà thì mình nói nhỏ nhỏ mình cái ba nói bày đặt không à, ý là ba nói bày đặt nói xạo cái gạt ba đó. Trời ơi, thành ra bác sĩ tới nói tiếng Anh với ngồi với mình là ba nằm đó ba nghe đó, ba nghe hết. Nhiều khi nghe bà Thơ nói đúng hay không chứ nghe hiểu á. Ba nói bày đặt, bày đặt cơm cho tụi bay bày đặt. Đâu rồi, tao muốn nghe chích lấy máu mà kêu còn giấu lấy đi. Bày đặt. Không, ghê lắm. Nói với bà lấy máu không có thấy cái vàng. Không thấy vàng. Đủ vô không thấy miếng máu nào hết. Mòi thì có. Ba đã sợ đau. Đau chết. Mấy lần luôn. Đau lắm. Đau đến sao thở. Nhiều quá chị. Trời lắm. Ba chịu đau đớn một thời gian. Cũng mấy ngày, cũng ít là không sao. Nếu mà giờ mình nghĩ lại là mình thấy ba quá may mắn. So với người già là ông ngoại bị ít. Ừ, so với những người người ta bị bệnh đó má. Chị biết nhiều người đau đớn ngày này qua tháng khác á. Còn ba thì bị thời gian ngắn có một tuần. Bây giờ mình nghiệm lại là mình thấy ba quá là sướng. Một tuần đi không? Giờ đây chết ngay chỗ. Cái tối chủ nhật là mi ngủ gì? Không, thi. Không, tuổi nhũ nhật mà chưa thôi nữa đó. Mi mới qua. Chưa có bất tỉnh á, là tối đó là khuya đó mà bất tỉnh. Thì đến thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm là còn bất tỉnh. Thì Thi với Linh là vô. Mi nói, ông Khơ cũng vậy. Ai cũng nói vô đi, vô rồi thức ba dậy đi. Để thế là hai đứa khóc quá trời, khóc như mưa vậy nè. Cho ba nghe nhạc đủ thứ á. Nhạc đủ mọi trò hết. Đâu, bà Vinh thì giống như là người chết vậy. Bà thức dậy thì ba la ai tụi bay đó, ồn mà quá. Đọc kinh quá trời, đọc kinh luôn. Lúc 3 giờ luôn. Vừa đọc mà 4 giờ bắt đầu khóc. Tôi chú ơi, Thi vậy nè. Chú ơi, chú có nghe không chú? Chú có nghe không? Em chị bác nó tức mình mới ồn quá. Sao phải nhảy nó ra đây một cặp nữa chứ. Sao? Chú không lên trong nữa mà. Sao? Nó nằm, quỷ, má quỷ, đuổi đi. Thầy nước phép chứ. Thầy nước phép. Thầy vô mặt ba. Cuối cùng ba tỉnh luôn. Rồi ba thấy ồn quá. Mà nó tẩy nước cho mặt ba. Con thấy là đọc kinh, con thấy đọc hài, ba cũng không có dậy. Tức quá kinh thì cầm chai lên lấy vô mặt ba. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, thì là
Đây quỷ nó lại đây. Bệnh bại đây. À, nó tốt quá, nó làm giống như tôi đã thấy tôi mới nói rồi. Thì á, mà ai mà không biết nhìn nó không biết thầy làm gì thì là thầy bùa. Kinh. Thầy bùa nó đứng là nhấn nhấn cho xong cho tôi. Má quỷ nó lại đây. Má quỷ nó làm vậy đó. Làm xong rồi. Không, kết quả cuối cùng là bà mở mắt. Mở mắt tại vì nước nhảy lên mặt. Mở mắt hả? Trời lúc đó là mừng quá trời luôn. Tại vì bác sĩ không ngờ là ba sẽ thức dậy. Tại vì bác sĩ cũng nói mà thức dậy được, thức dậy bay làm gì làm thức đi. Thức đi chứ phải để cái ống đó là tạm thời thôi. Không, khoảng 2 tuần là phải rút ra cho đi. Còn không á là không rút ra là chết luôn. Dạ. Thì bác sĩ cũng thách đố mình kêu mình thức. Cô Chúa, cái đó là ơn của Chúa. Chúa làm hết lạ, ba con sắp chạy rõ ràng. Ma quỷ ra hồi dạ. Cái lúc mình mà gần hấp tối đó, nó bô dữ lắm, dạ. Con không thấy đâu. Thì ma quỷ nó bô nó ngoài đấy có người nào bô đó. Em lại cứ nhìn cái chỗ đó. Người sao mới nói nhìn mà cái mặt sợ sợ. Hãy ra rõ là ma quỷ này. Bởi vì em lúc nào cũng rẩy ra vô phòng ICU á, mà con rẩy hết luôn á. Đúng rồi đó. Ba ngủ rất bình an, mỗi thứ là chủ nhật ăn cũng bình an lắm. Thì nó là hãy ra khỏi phòng thì nhớ đến cái số không ngoại nó ngoại má của cái bên này không với lại nói là xin Chúa cho ba con mở mắt lại nhưng danh Chúa Giêsu cái ba mở mắt đó. Ừ, nhà ba không làm đó cái đó là cứu phải tại vì sao biết không không tại vì sao biết không không phải tại vì con thi con Linh đó nó lặn lội qua đây biết bao nhiêu tiền vé mà ba không mở mắt lên nhìn nó mọi cách nào con mới thấy ba nằm á giống như một người chết những cái xác chết gì đó nó đi rồi không quá trời luôn hai người không có tiền vé hôm nay mà cũng vậy để chứng giá cái ba tuần á ba nói muốn nói chuyện với anh hai rồi út rồi nói chuyện nhiều người lắm được tuần này đúng một tuần sau ba thức dậy thứ năm ha tuần sau thứ năm là chị ba ra đi luôn còn cái gì cũng chứng kiến ba ra đi luôn dạ là áp cận cái ngày Chúa chết chết cái ngày tốt tốt quá ai cũng nói cận ngày Chúa chết là rửa chân á Chúa rửa chân cho các thánh tông đồ là cái ngày theo lẽ thứ sáu là Chúa chết thì thứ năm là ba chết chứ đâu có được chết cái ngày của Chúa bây giờ hay Chúa sáng ba giờ ấy. Ai cũng nói Chúa cho tốt lành vô cùng ấy. Mất trước Chúa thì lúc đó Chúa chưa chết á cái ngày mới kêu qua kêu ba đi được đúng không? Đúng không Chúa sống lại á thì là thì mới ra ba đi hai ngày với Chúa rồi tốt hết phải ba ba ngày là Chúa sống lại là Chúa cho ba dẫn ba đi mà ba giờ là lòng Chúa thương xót nữa đó ba mất mấy con không thương nguội kìa ba con mất lúc năm giờ ở đây sao đây em sắc quá trời này nè em không biết ăn mà vậy nè ba con được Chúa cho sống lại cái lúc đó đó lúc mà bất tỉnh 5 ngày cuối năm là tỉnh lại là một cái xong rồi con qua ngày hôm sau á tự nhiên ba con á nhìn con với Thi nè rồi trong mắt đúng luôn mà rút ống á cái ngày ăn bác sĩ rút qua dễ chết đó thì chưa có thở tự thở được á dễ chết á hỏi mình trước rồi nhớ không kêu mình có bị tinh thần trước rồi thứ sau rút ống đó thứ năm là ba tỉnh lại được rồi cái thứ sáu là rút ống là ba đứng trồng nè á không thở gì luôn đứng nước lâu lắm còn hai đứa quá trời luôn cái con chạy đi lấy nước thánh trong khi đẩy vô mắt đẩy sao vô con mắt của ba cái mắt ba chớp con anh chậm cái ba mở mắt lớn rồi chú là nó phản quá chỉ kêu Chúa thôi à xong một hồi là mình mới nhớ ra là mình kêu Chúa thôi nó thầu mà kêu tá tới nó không làm gì hết cái hai đứa đọc kinh tiếp đọc kinh đừng có cho ba con chết này kia tại vì người ta nói rút ống ra đó rất là nguy hiểm á sợ quá trời thế ba đứng hơi lúc đó là chết cái sống được tốt nữa đó cái Chúa cứu một lần Chúa cứu cứu một lần làm tương xót của Chúa xong cái đó là lần thứ hai lần lúc đến thứ sáu gì đến thứ bảy đến chủ nhật cái đến thứ hai nữa thứ hai khỏe đó là bà về đó cái tối thứ hai đó là con ngủ á ba con nói sao không tối thứ sáu luôn tối đó luôn cái ba con bị thở mà nứt lên
mà mới xuống ông rồi ngày đó luôn học thù sau là con giáo trước cái giáo là giáo ba con cứ khở dắt lên lấp lên rồi cả đêm luôn thế xong mà con kêu cứu quá trời nó không chịu nó nói khuya cái ba con trợn mắt lên mà cứ thở dốc mà cái bác sĩ vô cái gọi hết cho tất cả anh em để nói chuyện chung là phải làm cái gì khi lỡ ba mà tắc thở thì phải làm cái gì vậy đó. Đó hai cái option phải chọn trước đó, thì lúc đó là cũng cầu nguyện con thi cầu nguyện quá trời thì ba con khỏe lại luôn cứ cầu nguyện vậy đó khỏe lại luôn là ba lần trong bệnh viện ba lần trong vòng có mấy ngày thôi là ba lần bác Chúa cứu ba con để ba con nói được luôn. Chủ nhật nó nói lớn lắm. Thứ hai cũng nói, thứ hai nói đưa ba đi xuống lầu. Cái con mới nói trời ơi, con đâu có đưa ba xuống được. Bây giờ cái này là lầu cuối cùng rồi, đâu có xuống đâu nữa. Đi về. Cái con mới nói trời ơi, dây giờ tùm lum thôi, bây giờ đợi bác sĩ ngày mai tới rồi dẫn ba về. Bây giờ mình ngủ đi. Không, ngủ không có được. Đi về. Chủ là dễ sợ khóc bất ngờ muốn về nhà đau đớn cái bệnh đó đau ung thư đau dạ không phải ung thư chết tự nhiên vậy không hay là tốt là phổi á như hơi thơ quá khó thở dạ rồi lúc chết thì rất là bình an giống như đi ngủ vậy thôi dạ không có đau đớn gì á con bánh bèo à con no quá cô về kìa bà cố về kìa bà cố chưa uống trà mà uống thuốc lấy thuốc để uống à chứ uống trà mê quá trời ơi ăn trái cây kìa cái này cái gì ngon trái gì ngon trái gì ngon trái gì ngon trái gì trái blood gì đó không trái vú bò không phải con nó nói mà à con gì bạn á đi chung á trái vú bò hả linh hả đi chung con chồng nữa sao ba cái hiểu hả linh đường ờ linh thiên đường gì đó trái vú bò nó có cái tên nhìn có giống cái vú bò không nhìn có giống không nó có dài đâu đâu giống đâu có trái ngọt lắm một cái chuẩn bị quá rồi dạ con cảm ơn cô nè cả nhà nha chào cô nha chào cả nhà dạ chào cô tối mai gặp nha dạ dạ con cảm ơn bà cô dạ ở trên giường đó mà ở trên giường má đó nha đêm nay mấy đứa em về mày có lời hát cho nó bài này thích nè ba thích bài này nha đêm nay hai đứa em về đường khuya sao chưa lấp lánh đêm nay anh đưa em về giấy một mình tôi đêm nay khi em đi rồi tôi về đêm bước lẻ loi một chiến sĩ đã ngã gục thôi rồi khóc hả tại vì bài này ba hát quá ba ngồi đây ba hát bài này ngồi em đó ba ngồi đây ba hát bài này ba hát bài này mà mình hát đi ba nào đúng rồi luôn ngoại đang nghe đó mình em trên nghe phố vắng mai ai đưa em về mặt em để đôi lòng này đêm mai không ai đưa về người ơi xin đừng buồn rối đêm mai cô đơn đi về Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mai ai đưa em về, mang em về ước lòng anh. Đêm mai không ai đưa về, người ơi xin đừng hận rồi, xin người hãy nhớ tình tôi. Đêm nay không ai đưa về, xin người hãy nhớ tình. Đã gục cam thơ nhiều lắm mà để một chiến sĩ đã ngã gục. Đêm nay ai đưa ba về kìa. Thôi xin mời à. Thôi ba thích bài gì nữa ta? Trả lại em yêu mà em. À đúng rồi, trả lại em thì đêm nay ai đưa ba về? Má đưa. Bà thơ bà hát cái câu đó. Đêm nay ai đưa ba về? Ngoại thích bài gì đó, đi vào quay vậy. Không bài gì đó, bài gì? Má hỏi thơ biết. Đi vào quay. Hả? Bài gì tên gì quên này, cái gì quay? Hả? Hả ông ngoại? Cái gì quay quay đó. Cái gì vịt quay? À vịt quay. À vịt quay. Cái gì quay quay á là vịt quay á. Vịt quay của lính Trần hay mua đi. Heo quay. À. Giữ hôn anh một lần rồi đau thương chân. Ra đốt ngang nhau ngoại cái đi em. Ngồi chung quanh ông ngoại đi. Đêm chia ly em về, đường khuya em bất khóc. Anh thương hay thay, có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian. Rồi bắt đầu vô một cuốn xanh xanh nha. Cái tông gì cho nó dễ hết. À, một dòng xanh xanh, một dòng chân mong manh, một dòng sông bí bia, một dòng sông mấy kia. Một dòng nhớ quay về miền đời.
hát cho ba nghe mà ba nghe mà mổ tay ba ba mổ đắp lên cày cũng được ba nó không hát ba là la 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 mà bây giờ không hát lời ngoại cười kìa như viên đá xanh luôn. Đá xanh đá này đấy mày cũng ngoại hả? Ừ. Ngồi đi. Tội. Như viên đá xanh. Không. Có gì xuống hai tông. Rồi. Như viên đá xanh. Nguyện giấc mộng lành. Có mỗi ngày ba về một đứa về rồi quá lâu có chuyện nổi
Cảm ơn Châu nha, Châu. Cảm ơn Châu. Cảm ơn. Có gì cái bữa lễ có thứ hai con làm không? Đó, nhưng mà đây tới nữa nha. Tới tới đường hẹn nha. Có âm thanh là âm thanh thứ hai nhỉ? Ờ để coi có gì bán ở đây. Tuần sau là vậy. Ok. Thôi bây giờ khoan. À, ban nhạc Sống Giang mình ngồi đây mình bye bye mọi người lên luôn ơi, đi lên ơi. Cami vô đây lên mọi người bye bye rồi mình chấm dứt cái video tại đây nha. Ủa Cam Linh đâu sao chốt tới hội nhạc Sống Giang sáng dông xin qua đây chào tạm biệt qua đây cho Linh ngồi góc đó thấy không thấy lên thấy rồi. Xin chào quên lộn ban nhạc sáng trong Sống Giang xin chào tạm biệt mọi người và cảm ơn mọi người đã hiệp lời cầu nguyện cho ba ca sĩ chính nè ca sĩ chính chạy nhanh lên ca sĩ chính mất chạy xô rồi mới dòng về lắm chị rồi cảm ơn rất là nhiều nha bye bye xin chào ở đây xin cúi chào tất cả tôi ra đi. Tôi ra đi, đi về nhà cha dấu yêu. Một lần cuối